Bản tin y tế trong nước. Chiều ngày 18 tháng 2 năm 2021, có 18 ca mắc mới. Bệnh nhân số 2330 đến 2347 đều phát hiện tại Hải Dương. Trong đó có 15 ca là F1 được cách ly trước đó. Còn 3 ca cụ thể là 1 ca nằm trong khu vực phong tỏa, 1 ca phát hiện qua giám sát ho, sốt trong cộng đồng, 1 ca phát hiện qua giám sát, khám sàng lọc tại trung tâm y tế. Các công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục. Hiện có 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại trung tâm y tế huyện Chí Linh. 1 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương và 15 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.